Thì cả nhà có biết chú khỉ này có cái tài đặc biệt gì thì mời cả nhà xem video nha. Cả nhà, nhà có chú khỉ nó uống xì tin. Xì tin nghe nha. Chắc có thể á. Mày clip không? Ok. Rồi nó khỉ nó lại mày cài cả nhà. Đó. Đồ chú khỉ này biết nói chuyện á cả nhà, chứ không phải giống như chú khỉ ở dưới An Giang đâu. Chú khỉ này khác chú khỉ ở dưới An Giang nha cả nhà. Chú xì tiên kìa. Quay luôn á. Quay à, quay không, quay không? Quay đi lại, để lại hỏi anh quay đi. Cái này nó uống xì tiên, nó uống bia luôn cả nhà, thấy có chai bia đó cả nhà. Ủa chú khỉ biết uống bia luôn. Em sẽ tìm hiểu chú khỉ này như thế nào, em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Ủa mày, cái tên gì anh? Trời ơi. Đây có người tới không gì đâu, nó là nó nhõng nhẽo cái gì? Thì cái anh. Được. Ghét không? Ngoan không anh? Ngoan không? Cũng ngoan, hồi đó hồi nó có hay lì đó. Sao anh luôn đó? Sao anh luôn đó? Hồi xưa người ta phải được cái mẹ đó. Đi làm đi đâu cũng đi theo, phải giờ thấy người ta đi hết rồi, thấy nhà nó còn cưng quá ha. Ủa hổng quay clip gì ta? Quậy à. Thấy biết nói chuyện ở dưới An Giang. Nấu vô cầu thủy thì nó chuyện. Nó hiểu nó ứ thôi, cái con này nó ứ thôi. Nhưng mà cho nó ăn nó mừng á. Ứ thôi chứ. Thủy cũng nấu nó thịt tinh không còn nữa mà. Vậy mấy ông dưới nó thì biết nói chuyện. Nấu đâu. Sao mà nói chuyện được. Nhồi kìa. Như con rồng quá như vậy. Nó được mấy tuổi à? Gần 5 năm là nó gần 5 tuổi rồi đó. Được mấy hậu. Mới có người tới là nó quậy mình à. Anh có vợ con gì không? Mới cưới. Bán dao về mới xách dao nó phá rồi sao? Không, anh cả ba chú lường nằm đâu vậy anh? Không biết không? Cái gì anh? Cả ba chú lường. Cái câu nó nhìn hậu lắm rồi, không biết chỗ nào. Cà đu toàn tan toàn tan. Ở quậy ghê thì chứ. Trời ghê. Thấy có người đó là nó phá rồi nè. Bình thường nó ngoan lắm anh. Bình thường nó ngoan. Ngã nghiêng ngã ngửa. Tạm mình á hả? Bữa vũ trang. Không đeo vũ trang cho nó được ăn.
phá nó ném gì mà còn áo cho được chứ con có mũ rồi nó thích mũ nó ném mà cái mặt nó kìa nó kiện thôi chứ còn nó ứ nó thôi chứ nó mừng á thì con chứ cũng ứ ứ vậy á chứ làm sao mà nó nói chuyện được thiển mà nói chuyện nó thành tinh mất rồi khi mày nó mệt rồi. Con ăn rồi sao này con ăn rồi sao ăn nó bỏ vỏ hết rồi tôm đi trời nó ăn vỏ hả không cái gì nó cũng bỏ vỏ hết rồi tự nhiên nó có chuyện mình cũng tưởng thiệt mình rồi xuống dưới thế là mấy anh đi quay YouTube rồi nhân vật của con dòng nó nói thì có công nhận á, nghĩ nó chạy con này đó đâu rồi sao anh có vậy anh? Thầy hồi nó em đi làm hả? Khánh Hòa, à. Mà đi núi người ta 7 tỷ mẹ, 9 tỷ con đó, em mua 1 tỷ con thì em nuôi lâu lắm rồi. Mày mấy tuổi anh? Mấy tuổi anh? 4 tuổi rưỡi. Rồi. Trời ơi. Nó bỏ vỏ hết à? Ờ, khôn cái ta ăn nó kiểu nhà giàu chứ ăn kiểu đại gia rồi có tên không anh? Có tên BB. BB à? Biết không? BB biết không? Hiện khá lắm khá đó. BB BB đó 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 chửi nó đi chửi nó đi biết không chửi đi đạp văng cái ghế là chửi đi ổ rồi mày ai kêu chửi gì vậy ai kêu chửi ta khùng vậy biết không đó chửi nó quất văng cái ghế đi 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 cái võng á cho nó nằm anh võng nằm á võng nó nằm hả biết tưởng tưởng bài đi em nghe nói khỉ nó bắt chước dữ lắm anh nó có bắt chước không anh chước dữ không anh nó cũng ấy đó nó như con người con cái là nó không biết nấu rồi tới về nó ngủ chung mấy ngủ chung anh luôn hả bây giờ lên bụng nó lên giỏng nằm mà nó lên bụng nằm có tắm cái này con ta nó khỉ sợ nước không anh sợ nước không đủ cái thau cho nó bơi mình ra luôn nhá kỹ người ta nấu sợ nước ừ, đúng người ta nói sợ nước em có biết lắm ghét mình lắm rồi biết không có đó chưa cà 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 bị không cà không cà thấy chưa chửi là gì nó nghe trời đó đó ghê mày chửi nó dứt liền mặt lóc cá kìa biết không à, kiếm đồ không giúp nè điện tiếu đi thợ luôn biết không đi quất mua lửa mày đi mua lửa nó nhèo lậu xuống lắm nó làm gì đây biết không biết khỏi nó tình chửi nó đánh dữ á nè chọi nè giờ con cua luôn á quậy dễ sợ quậy bị khá lắm khá hơn chó nhiều biết không nó ấy chủ lắm nó bảo vệ chủ lắm bảo vệ đúng không anh anh nhớ đầu đụng em là nó gừ lên cho rồi thử nha giết luôn đánh luôn đánh ông luôn nè mình bóp da này nè cả nhà mình bóp da này nó bên ổng à chết rồi
Trời ơi. Cái đó rồi. Thôi để tao quay. Quánh ổng à, quánh ổng à. Chết rồi, bi. Bi 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 bi. Kìa, đau quá. À, anh nắm tay em á. Em nắm tay anh là nó ghiện nè. Đó. Nè, em quýnh thử lại kìa. Nè bi. Nó giống như nó khóc khóc anh ha. Nó cờ cơ chân nè. Chủ đó, chủ đó. Thôi coi. Em giả đời lại mà bán không được á, là kêu người khác lạ tới giả đời đến em nó bay xuống liền á. Vậy hả? Bay bay, bay bay, quýnh ổng là bay. Trời ơi, đây đây đây. Rồi, nè, nè cả nhà coi nè, coi nó lấy cái chân nó quýnh nè. Nè. Nè, nắm tay nó cười nè. Nó biết ha. Máu gì? Chết. Anh la kìa nó mới thấy. Nó sợ anh đau á. Nó sợ anh đau á. Trời ơi. Ồ bà nịnh 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 ghê nịnh thiệt chứ. À nó sợ anh đau. Anh mà la ăn cái là nó tấn công liền à. Mà nó cười lắm, nó nhát nhát ha. Cái mặt né né nó nắm tay mình mà mặt né né nó muốn chạy chứ. Cái này phải phục vụ với tao, con kỹ biết nói chuyện của cậu. Con không có nấu được. Nó lại é luôn kìa. Bi, quýnh ổng này Bi. Quýnh ổng. Chết rồi. Quýnh ổng. Nó binh nữa cả nhà. Bên ổng dữ lắm. Trời ơi, là hồi tiên em thấy mà một chú khỉ mà có khả năng mà binh chủ mà thật sự là mình nhìn rất là đáng thương luôn, rất là thương luôn á. Đó, cái này cả nhà thấy nè. Nè nó sợ ảnh đau. Cứ mỗi lần mà mình khiều ảnh hay là ảnh cần la một cái đầu nó la theo. Nè kìa cả nhà coi nè, nó vậy thôi nè. Đó đó thấy không? Bi bi bi. Chết rồi, chừng quýnh ổng rồi. Mặt nó mắc cười ha. Cái nhà rất là dễ thương. Rồi tiếu gì đâu luôn á. Rồi leo trên nữa rồi. Không, mỗi lần mà ảnh la một cái là nó chạy xuống à. Ủa anh biết chuyện không biết nói chuyện hả? Biết hả? Không có vô không chửi tôi không vậy? Em vô TV đó. Mình biết là những thủy nói chuyện con nuôi mấy năm rồi là của con. Anh giờ anh đi ăn trái cây cho nó ăn. Nó thắng mà không còn xài được không? Nó là chuối đó. Chuối hả? Nó khoan chuối à? Chuối là cho chân chưa. Bơ mà nó ăn. Bì tiếu à, quậy ghê à. Thấy có người lạ đó. Có người lạ là vậy hả anh? Ê hổng. Bình thường nó đâu quậy đâu hả anh hả? Bình thường ngoan lắm không? Tại có người lạ nó vậy á. Thường cái giọng đó em mà lên nằm là nó lên bụng nó làm đi. Em nghĩ kiểu như nó muốn làm kiểu như gây sự chú ý á. Cho người ta ấy chơi á. Bình thường nó nhà có mặc đồ không anh? Có chứ, thường nó lên dưới nhà dành. Trời ơi, đạp cái ghế rồi. Lì ghê lì. Rất là dễ thương nha cả nhà. Thật sự cái loài động vật nào nó cũng có một cái sự mà trung thành với chủ hết trơn á. Giống như là chú khỉ tên BB này nè, nó rất là bảo vệ anh chủ luôn. Chỉ cần anh chủ mà la một tiếng thôi là nó bay lại là nó. Nè, anh kêu mà ổng kêu kêu nó. Chỉ cần mà mình làm cho anh chủ mà anh chủ anh la một tiếng thôi là con khỉ nó cử bảo vệ anh liền. Thương quá cả nhà. Chị ghét quá ha. Không, buổi sáng đi mà chưa cho nó đi là nó đầu quá. Có khi nào anh đi mà anh bỏ nó ở nhà không anh? Không đi là phải đi theo. Đi là phải đi theo vậy hả? Trời ơi, quậy ghê quậy. Đó cả nhà. Hôm nay em sẽ cho cả nhà xem vậy.
có dịp em sẽ đến và sẽ cập nhật tiếp cái tình hình của chú khỉ BB cho cả nhà xem em. Lần sau em sẽ đến em sẽ mua thật là nhiều trái cây cho bé nó ăn coi như thế nào. Nó ăn chay không à, nó ăn trái cây thôi đúng không ạ? Nó ăn cơm với rau. Nói chung thứ gì nó ăn, cá thịt là nó ăn. Dạ, cá thịt nó ăn thôi. Có lê. Lê trái lông. Cây. Trái cây là ăn hết rồi cả nhà. Tôm bom với lê với thanh long là nó ăn. Dạ. Thứ gì nó ăn. Bia là nó ghiền lắm á. Uống bia nữa anh. Nó bút nửa lon bia đó. Ừ, ra vậy. Sỉnh không? Sỉnh không anh? Lúc mà nó sai là nó làm rồi nó ngủ luôn. Thôi, vậy lần sau là sẽ ghé cho bia uống bia. Nó có bầu gì đó. À. Đưa cho nó là nó uống. Ê, có ai quậy con?